Ngồi ăn bơi cho. Anh ba, cảm giác đi chiếc xuồng bé bé nó sao? Ấy giá nó lắc. Ấy giá nó lắc. Cảm giác nó lắc lư lắc luôn. Anh Bình, dịnh hai cái bè chắc. Một chiếc xuồng nhỏ xíu mà chở quá chịu đâu. Đẩy vô, đẩy vô. Hai người nữa hả? Hai, còn ba người nữa chú ơi. 7, 8, 9 người. Còn xu xu nữa nè. Không sao, không sao, không sao. Ca đi, chịu được, ca đi, chịu được. Gia đình mình mến chào cả nhà luôn nha. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Ai chưa chào cả nhà thì mình chào cả nhà đi. Gia đình mình hồi sáng tới giờ thì đến Cù Lao Nhãn chơi rồi ăn uống xong hết rồi cả nhà. Thì Gấu Gấu với chị Kim Cương với mẹ mình thì ở lại với cô Men ở lại chòi chơi với bếp trưởng. Còn mấy anh em thì bắt đầu ra sông. Yên chưa? Êm. Ngồi xa có ai? Leo xuống. Ra sông săn bắt. Được không Thánh Liệu? Ờ chiếc xuồng thấy toàn người ta không nè. Quá dữ. Ba, đưa cái giậm đó tôi bơi. Đây, đây, đây. Bơi sao được rồi. Ở trước cho Cagamen ngồi chứ đâu có chỗ cho Cagamen đâu. Cũng nghiệp Cagamen gì. Ở đây nước đồng bắt khu biển có. Chiếc xuồng ba lá tì teo. Tăng, 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 tăng. Em mà nhúc nhích. Em mà nhúc nhích là em gớt xuống sông liền. Ủa ca tắc dữ vậy. Anh ba bữa nay mình đi đâu anh ba giới thiệu cho cả nhà mình với anh Sang với anh Sơn rồi nè. Cả nhà hôm nay thì mình giờ buổi sáng là vừa giao lưu với Cù Lao Nhãn, giúp trưởng của Cù Lao Nhãn ăn một cái bữa bún bóng phải nói là khá là ngon, rất là tuyệt vời. Rồi nghỉ ngơi một thời gian thì dắt này anh em lại bắt đầu đi xuống xuồng trải nghiệm đi ra ngoài sông rồi mò cua bắt cái ốc ha, có gì mình bắt được đó, có gì ăn được thì bắt, ăn không được thì không có bắt nha cả nhà. Bây giờ thì mình đang trên đường tiến ra sông lớn. Hy vọng bữa nay đừng gặp sóng nòm nghe, nếu gặp sóng nòm thì còn có ông phân máy này nó chìm luôn. Ê cái này cũng cả ba bốn phân à. Ủa cái gạch này là cái này chỉ ra đó. Gạch này chỗ ra đâu Thành? Ở dưới đó là ra sông Long Phú mà. À. Còn về trên này là về ngay bến phà Cồn Cát. Ở đây có cây bằng đẹp quá. Kìa cái bụng đó được không? Đó đó cây cây ra. Đường nào về tới nhà mình. Bây giờ nước còn lớn mình đốn lại dày ha. Ừ có vừa nước mình đốn đi hồi có chỗ săn bắt mình hả ghé săn bắt. Ở cái cầu Thành ơi, cái cầu này là cái cầu mình chỗ qua đường cầu dây này phải không? Trường học á. Chỗ qua trường học là cái đường tẻ ra cầu dây đúng không? Đúng rồi. Bần cưa, bự vô cứ giác. Vừa nước nhóc luôn. Cái nào rảnh màu là dốt đó. Đồ bằng dốt ăn với mắm ngon lắm. Nước nhiều quá trời ta. Để đi cuộc đi trải nghiệm mà. Chiếc xuồng chở 9 người nè cả nhà. Nói gì chứ Thánh Liệu là số 1 thôi, không ai số 2 đó nghe. Bơi xuồng chuẩn ghê trời. Cagamen nha, xích gớt xuống sông mấy lần hả? Chở chẳng mầm á. Chở chẳng mầm hả? Chẳng mầm. Ờ 10 người luôn chứ. À. Quá dữ. Kiếm đám cưới là vô là dưỡng bàn luôn á. Mọi người không đừng tấn đi. Năm trăm ký thôi, năm trăm ký à. Bảy à, có sáu bảy trăm á. 50 điều 10 người có 500 à. Dữ quá. 100 nghĩa là cái ông bán xuồng nào nói vậy trời, ông nói chở tới 500 ký là. Bơi đua nè, nghe có Thánh Liệu nè. Vô 2 3. Coi nè Thánh Liệu. Thôi là quay quá. Thổi kèn, thổi kèn anh ơi. Liệu bơi chuẩn quá. Bơi chuẩn ghê thiệt chứ. Đi thẳng băng luôn á. Dạ sao bán giờ cây xích. Chết em rồi. Ừ. Anh Liệu. Có cái tàu đó mà dứt một cái. Mới khen em mà em làm cho anh té hen hết liền. Anh Liệu thấy vậy mà đánh nhiều tài lẻ quá mà còn không ai. Không biết dịch chủ như thế này. Thôi bơi đi coi nè. Như chạy máy vậy. Bơi như cái hôm nay năm rồi trời. Ừ. Nước nè. Cái gạch này đi chỗ ra ngay chân chỗ cầu Đại Ngãi nè cả nhà. Dốc cầu mé bên Cù Lao Nai. Trời có bóng sao nhóc luôn con má ơi. Hôm nay cũng không có đi ngang cũng không biết nó làm được nhiều chưa nữa.
Ừ. Ra xin. Đi ra ngoài bắt ngoài trước, ngoài nó con. Mình cá. Anh xin chạy kịp không? Không, chỗ ghe khó chạy lắm á Thành ơi. Ủa, cái cục mặt kìa. Lên thối rồi. Lên đây nè anh Bình ơi. Nó thơm gì ta? Ủa. Hay quá anh Bình ơi. Còn bên đây nữa là cái cục mặt này dài hơn 1 gang á. Cái này tôi được ăn mặt nữa rồi. Người miếng gì cho nó biết. Rồi bắt cái gì là biết cái gì hay không. Ừ. Này bạn xin. Ủa bộ này dạ hả? Dạ. Này dạ. Ủa này dạ hả? Ôi nè, xin ơi. Còn ăn tiếp. Thôi chặt thôi chừng nó giật nha, bẻ. Rồi nó xử em ơi. Nó xử luôn luôn lại. Gỡ gai, gỡ kim cho chú Thành ơi. Ủa anh hả? Cho nó xuống lớn cái đi Thành. Vũ rồi rồi, bơi đi, bơi đi, bơi đi. Vũ ơi. Bơi rồi Thành ơi, nó quýnh vô rồi. Quýnh vô chừng lỗ tai luôn hả ơi. Ra cái cục nào đi rồi anh em mình hả Vũ? Ra ngoài đi, ra số ra ngoài đi hả Vũ? Chạy, chạy, chạy anh Liễu ơi, chạy anh Liễu ơi. Coi chừng tìm xuồng nha. Rồi chưa, bơi đi có chén đi rồi anh Vũ. Quá trời cục mặt rồi. Ôi ơi nè. Đừng. Ôi gần lại ơi Thành. Quá trời cục mặt rồi. Hết biết cục mặt rồi. Chám dồi nè. Chám dồi trơn luôn. Ốc xí á anh. Bị thiền luôn, này hết xí luôn á. Ốc này ông bùi nhí nè. Ốc tôi ở tay con sừng chốt. Ê bên kia nó về kia cục mặt luôn á. Xé xé xé. Đau đau. Chia nhau người miếng đi. Thôi về nhà đi hả tính. Rồi còn phải dính mặt rồi đó. Cái dè hơn. Thôi làm cái là hết thôi nữa. Cái già quá. Cái đó bỏ đi, dè già. Nè, con chúa nè. Con chúa cái nè. Hả? Con chúa cái nè. Mất ai? Ai thấy vậy? Mình. Quá vậy? Để chảnh đi, để chảnh đi. Ôi. Chiến thắng 1-0. 1-0. 1-0 cho đội Việt Nam, Thái Lan. Sức mạnh vậy đó. Dạ. Mắt còn không mèo quá trời. Vậy là anh Bình kia ghi bàn trước nha. Anh Bình nói cái câu này tôi hiểu rồi là ổng mèo á. Đội cù lao nhãn rồi đó, anh Bình về đâu. Mới về. Ấy á, chúng cài nè. Mới về đội cù. Mới về cù lao nhãn là anh Bình ơi. Thấy được đâu ông rồi nha. Dụm dụm tính liệu còn đó không nghe coi nè. Hỏi gì đó. Vậy. Đã có ông rồi. Tưng chú. Chú. Thành nếu ông đừng có mà nhanh nhanh chừng một đó mấy cái này ngộ rồi là ông này lít hình như cả triệu hả? Lít 1 triệu mấy nha. Quá chừng đã trời. Ủa bắt đi hả? Bắt cầm hút ông giùm con ơi. Đem về đi bếp trưởng ơi. Có cá đâu chờ ngày trên. Ủa ông chạy kỹ nha. Chào cả nhà. Già dữ luôn á. Quá trời luôn. À, lủng lỗ này thôi. Quá trời ngon luôn. Ôi, ổ ông này cẩn sĩ á. Cẩn sĩ có hơn. Ừ. Rồi về đi biết chữ. Bữa nay coi chừng đi săn bắt mà về ăn khô khô quẹt rồi đó. Kệ đi, nếu không có thì mình về có cái hầm mình. Con nói là con thủ sẵn nha cái hầm ở dưới kìa. Trời ơi. Quá dữ. Có cá rồi nè, có lỗ đâu. Oh yeah, Apache, rồi ba cá bóng cao hơn nhiều. Rửa cái không được. Ôi nó bự của kìa. Gia đình mình chở vô cả nhà. Bắt theo cái đường đê này dài lên cái cầu. Ra sông lớn bắt không được. Đi dài lên. Anh Vũ xuống xuồng đi. Cái này cái nổ. Hồi nhỏ anh ưa bẻ cái trái này để mình bỏ vô nước. Cái này chưa có trái. Trời ơi, trứng. Ưa được. Nín hết liền. Trứng vàng nín luôn trời. Em trời. Vũ ơi. Sáu bóng nè. Sáu bóng nè. Đây, lại đây, thấy bắt đây coi.
Bắt ốc len luôn. Len quá trời luôn. Hôm nay con mạnh mạnh luôn nữa liệu. Đâu rồi? Mình thấy đâu rồi? Hôm nay mình có thể về xuồng đi. Đâu rồi? Nó giữ rồi, giữ rồi. Mình ơi. Ủa đã ai đồ dao? Con nghĩ là gì vậy? Quần quần trên coi chừng có của biển hay liệu. Nhanh nhám. Con gì mà có tay có chân Thành? Bự không? Bự không? Ơi ơi Thánh Liệu ơi, coi chừng có ba ba nè, qua coi. Có tay có chân đó Liệu ơi. Bự không? Còn đụng không? Còn nắm nè. Rẻ Liệu ơi. Bự không? Có đụng ném thù được tay lên gọi chứ đụng ra. Bự không? Không có cua đinh đâu ba ba. Đụng đâu? Mò nó vùi chỗ khác rồi đó. Mò xuống sình sâu á. Đây nè. Nó dò chỗ khác rồi. Con rùa. Có thấy không? Rửa à? Bụng nó đâu có dám lấy không? Rửa sạch lên nó liền. Rửa sạch. Rùa. Một tay đỏ hả? Nó có con rùa mình. Đụng nó hết hồn đâu, dám còn tay xuống đâu. Con rùa có tay có chân. Ủa đảo với em hồn á. Tân con nó gì nè. Cháu Thành nuôi cả. Nuôi hay gì Thành? Nuôi thì hồi đem về mình nuôi. Để tôi nghe. Không, con rùa này có ai bắt rồi. Nè, người ta gạch hạp nè. À, để làm gió hạp hả? Ừ. Không, có mình nuôi thì bình thường nè. Ờ, người ta gạch rồi. Đó. Kể đi, để hồi mình đem ra ngoài hả? Người ta gạch chút ít nữa nè. Ừ. Bắt đi, bắt tiếp đất đó. Ngon lắm á. Không? Không mặn rùa nuôi được. Được. Mình nuôi mà mình đâu có ăn nó đâu. À. Nuôi cũng như cho nó đẹp chứ phải không? Có tay có chân. Có tay có chân chả cái mặt. Đó đây nè. Rùa đó, rùa cái á. Đây đây đây. Vậy là đem về nuôi ha. Đem về nuôi đi. Bởi đụng có tay có chân nào cho đâu có đụng con này đâu hết hồn. Tà luôn. Mình đi đường nào? Được ha. Dòm nè. Rồi. Cái kéo. Quay cận cảnh nha. Đó nha. Ừ. Con này mới là con rùa nè. Nó nhiều loại nha. Con mô hơn là con cần nước. Hồi đó anh bắt con 10kg á. Rồi còn em thấy anh quay cái con hai con mới làm đúng không? Ừ, con có 7-8kg nhưng con 10kg. Con cần nước à. Bỏ vô vỏ đi nó không chết đâu. Vậy là hồi phải quay chia sẻ cái khúc mà của em Thành nuôi rùa nữa nha. Có nuôi con nào chưa? Chưa, em chưa nuôi nào được. Này có cái hồ quá nuôi rồi cho nó ăn đã lắm. Không không gạt nó không đừng nuôi. Hả? Đừng nuôi ba này tao gạt đi. Ta khác tên rồi nuôi không may mắn hả? Mày thả đi ha. Ờ gì cũng được. Đây đem em ra ngoài sông kìa. Từ từ Thanh ơi. Không êm rồi. Xuống. Đó. Con rùa này là chở mình qua sông được không nè. Dục đi nha. Dục á. Dục quá. Ờ, đừng thả nó không. Không đi. Dục á. Nó liệu gành quá. Thiệt. Rùa người ta không có thả được từ. Dục không. Cái này nó là tụi mất bị. Làm gì đâu, đừng quay gấp đi trời. Phải vô ếch không? Vô ếch ở trên đây rồi, mình chặn ở đây mớ. Hả? Mới chát. Em đứng ngoài bao con đây nha. Lên lên đây hai ba người đi. Đi ra đây nữa anh Nghĩa, ở đó đi anh Nghĩa. Đâu? Nửa ký á. Nửa ký á. Nửa ký á. Dạ, vô. Bắt nửa ký luôn á. Nhỏ đâu. Không dám đụng nè. Nè lên đây. Mới lên. Làm đây nè. Rồi anh lên trên đây. Lên trên đây cho tôi quýt xuống nè. Đứng đó được không Sinh? Dính đây nè. Bự lắm nè. Nó dẹt từ nó bắt lên trên là nó nhảy xuống đó cái sông. Không, con này không phải con ớt. Con nhái thịt mà nó bự lắm. Nó nằm đâu đây nè? Trên đó. Đó, đâu lên tới trên đó. Nhái thịt bự lắm. Cái chừng nhảy giờ nè. Trên rồi, nó nằm trên đó. Lên đó đi nghe, mình dí đó. Anh Nghĩa ở đó nghe, anh Nghĩa, anh Nghĩa. Phải ở đây người nè. Ôi, dí, cho nghe được cảnh nha. Ôi, xin cảnh, xin quên. Được rồi. Nó bự lắm à? Không bự đâu, nó bằng ếch đực mình. Ê, nó ngồi đi, ngồi đi, đừng. Thấy hả?
Ờ thử thấy là thấy kìa. Ết á. Ết hả? Ết ết ết. Ết 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 kìa. Rồi đi cái đó. Để coi nhảy coi cái thành. Dạ dạ. Coi chừng nó xuống nha. Nhảy vô chỗ dưới giò không bình. Dí bên kia lên hai người cho chắc đi. À, được được được, anh quay được. Đúng chưa? Nhảy, nhảy đi chỗ ông á. Đâu rồi? Coi chừng đi xuống anh nhảy đó. Hết hả? Ai bắt vậy? Anh Bình. Anh Bình rồi, anh Bình 2 2 không cho đội nhà. Dòng đường bên đây nè. Vậy 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 là ta biết dấu hết rồi trời. Anh Bình cù lao nhãn ơi. Cù lao nhãn ơi. Vậy cái dấu bự mới mà. Dấu bự mà cái này. Ai nói không hết? Nó còn gì á? Ai không nói phải đâu? Này không phải hết đâu. Thì có đâu phải con hết nè, em nói con nháy thịt mà. Mày rửa 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 cái lưng đi anh ơi. Con có cái sọc trên lưng là lật đây nè. Nè. Cái này là con nháy thịt chứ nha. Nhìn dấu biết hay vậy ta. Biết á, nó đi cạn. Đây. Rồi đi. Con trai em ăn cái này rồi sao đi. Nè nó chọt nguyên bùn dừa nước vô trong. Nè nè. Nhưng mà phải chảy chổi. Qua qua cưng quay cho camera đi ơi. Gầy chổi. Camera bắt ốp một chỗ này nha. Thấy gầy cứ ngắt. Gầy cứ ngắt tay mà. Này thấy tống thì bùn dừa nước đâu được. Cái củ gì ta? Trắng trắng cây cây đó. Ngon quá. Đó ai à ngứa. Cái bụi đó tự nhiên. Anh Tư ơi. Ta con hào quá. Quá trời. Cho anh lên đây. Lên tới đây luôn nè. Nhái thịt giống mãi nữa đó. Ừ, bự nữa đó. Ai lên. Ở bên kia người ta đón rồi đó. Ai lên rồi. Đây đây nè, mình lên dưới đây nè anh Nghĩa ơi. Đây nè, đây nè, anh Hai lên dưới. Lên trên dở người còn ở đây mình thủ. Chỗ này người nè. Anh Vũ ơi. Chỗ này nè nghe. Ừ. Thành ơi. Đó. Nghe. Chỗ ông Thành đó nghe, Thành nó lên nó ở ngay chỗ cưng đó nha. Dở sát mới được nghe anh nhẹ, nhiều khi nó nằm sát dưới nha. Anh Vũ đứng đại đó đi. Nhảy thắt thế anh chụp dính nè. Anh Sang ơi, anh Vũ nè. Nó nhảy thắt thế mà mình chụp thắt thế rồi tự nhiên là chụp hết luôn. Anh Vũ trải nghiệm bắt nháy thịt rồi nè. Hello. Nhảy qua đây à. Ôi đón đón, để xuống sông. Hello hả? Mau, mau quá. Chạy lên trạm thấy con cá. Hay quá. Dính vô cái hán, cái dãy đầu ngay trong luôn. Anh Vũ. Nó nhảy vô cái hán của Thành nhỏ. Con nhỏ hay con nhỏ. Quá, đây rồi. Quá dữ rồi. Cù lao nhãn ghi bàn nữa nha. Nước vô đây, nước lớn rồi nè. Thôi nước bạn gì hả? Đâu có. Anh đến đây dọi cống anh nè. Hả? Trời ơi. Rồi rồi. Nó bị gì vậy? Bị gì vậy? Hào á, chung cái cặc bé bằng á của em bơi á. Ngoài lại nghe anh Vũ. Hai dấu lên tới đây luôn nè. Dấu lên trên là hai con đấy nghe anh Nghĩa ơi. Rửa cái anh Bình ơi, quay trúng không được. Em bắt dính con. Đi vô. Bây giờ này có cây thọt vô nách rồi. Ấy rồi rồi rồi. Đi xong rồi phải không? Ừ, cũng sao. Ây da. Dân miền Tây mà không biết lội chết luôn rồi. Vậy nè. Lội mình nín thở lại là cái mình nó nổi lên. Rồi mình thở lẹ cái mình nín lại mình lội nữa là nó không có chìm. Cũng như phóng xuống phải không, là nín thở lại. Nín thở lại thì mình nó nổi lên. Cái gì mình già vừa lội vừa thở luôn, nhưng mà mình thở ít hơn. Cũng như mình nín, mình lội cái mình thở cái là nó chìm, cái mình nín lại nó nổi lên nữa. Nói gì hiểu không? Hả? Ồ. Con tới đây các thầy ơi. Anh Vũ à. Đâu ở trên nó có cái lằn đi riêng hả về Thánh Liệu? Ở
trên có cái lối. Đi được không? Đi chút xíu hết à. Ra thằng đó là hết. Đi được tôi lội lên chứ mới được. Đâu có quay được bắt đâu à, uổng lắm. Đâu rồi? Thằng bà với anh Vũ quậy bên đó. Rồi đem lỡ rồi đem ra luôn đi. Ra đường này luôn nè anh hai ơi. Đi anh Vũ ơi, anh ba ơi. Shipper là chạy tới công chuyện. Quá xa hết sợ luôn chà. Anh hai vậy không đó. Phe cái anh em ơi. À, sao bự hết biết luôn nha. Nghĩa ơi. Thành ơi. Mình bỏ cái gì đó. Sáp này nãy của mình đó. Ờ của mình bỏ. Sáp ông nãy còn nhỏ lắm. Dơm dơm chứ không mệt chứ ha. Kìa ôm trái dừa khô kìa. Ôi trái dừa đó được đó Thành, lụm luôn đi. Trái dừa ngon hết hồn luôn. Ừ. Dừa đó ngon. Hả? Nó khô rồi nó lụm. Này. Được trái dừa khô luôn. Thu hoạch. Im quá xin ơi. Hôm nay gặp gì làm nấy đi. Về xào ốc len luôn. Ốc len xào dừa. Có ốc len chưa mà nồi xào. Anh Vũ với anh ba đâu rồi? Ủa nó gặp tay ba chứ. Sâu dữ không? Kinh này mà chịu đốn cách. Sâu dữ không? Anh sâu anh. Đi xét xét mét. Nè ngay đây. Rổ nước qua cầu thôi. Cho anh lên xuồng mới được. Kéo ra qua đây. Kéo xuồng qua anh coi. Thôi ớt nữa không? Đợi không nổi. Kéo ra qua đây. Em có bập bè cũng được. Ở chỗ đại mà em đã lên nó vô. Được. Trời ơi. Thấy hồn ơi con nó cho anh thôi. Ôi. Không được ăn với nhà. Điện thoại đâu hết rồi. Cái đó đâu bạn? Cái đó đâu? Giữa chút nữa anh chủ đại nghe điện thoại đúng rồi. Chút nữa gậy ông đập lưng ông rồi. Về em Thành. Về em ơi. Ừ. Cho ông xin lên đi. Khoan khoan để anh quay khúc này nữa lên. Thôi thôi thôi. Nhãn không có thịt. Anh Vũ ơi. Cái buồn này quá cứ luôn. Nè, dù nguyên nè. Buồn này buồn bự mà ôi cái ơi, cái này ngon nè. Ây da. Ây vô rồi. Chìm xuồng bữa nay luôn rồi. Bánh cái phít. Rồi lên xin lên. Rồi 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 thăng lên đây tôi mới đu lên được. Bị ăn mất luôn. Nè. Mới thấy lần đầu tiên mà đi đốn dừa nước mà thử kiểm Thành. Ta phải thử trên cái buồn rồi người ta mới đốn, còn này đốn rồi mới thử. Người ta bỏ khô nhóc. Ăn muốn hết đùm nhãn luôn rồi. Một chùm một nữa. Ăn muốn hết rồi mới la đốn bỏ. Vậy không? Trời. Như là cảnh dẻo rồi. Vậy không vậy? Có thật thôi vậy. Hạ ở đây bén hơn cái dao nữa. Mình một đường hết biết luôn rồi. Bỏ đi Thành. Bơi tới luôn Thành ơi. Yếu à. Nào ấy tấp vô bỏ ha. Bên này nãy hai đường còn mình. Lấy cái bộ đó làm sao. Đường. Chỗ nào bỏ được. Anh ơi cái điện thoại nằm chỗ nào vậy anh? Bên đây nè. Mình chỗ ngay cương á. Rồi bỏ này đi. Thứ loại này. Ông pha bởi đầu em cũng được. Về đưa đầu lại. Anh liệu có thử được không? Đoạn này làm phao. Ủa ngon quá, liệu ai chặt đi. Đấy. Chiều nay mà Thánh Liệu không có lấy về cho Mỹ Lan là đá vô ba sườn luôn nè. Lại đó. Thấy không, thấy ta thử chưa, anh Vũ. Chính xác 100%. Bùm. Đây buồn nữa nè. Đâu trọng rồi đâu. Không biết nữa là vô nè. Đây. Đâu còn nào vô có để lên trời này nè. Đứng đây nè. Đứng anh Sơn.
chứ nước uống nước, nước này mặn mặn đã táo. Được không? Quá trời. Nước ra gì luôn nè. Rồi một xuồng dừa nước luôn. À. Cái này cái gì vậy? Đây là cái phao, đây là cái phao. Không, anh không muốn. Bước lên cây bập bè chứ mà làm anh lỗ. Anh Bình này nãy hai lần, hai lỗ. Ngọt ngay luôn. Ủa cây này cây gì vậy? Như con nguyên liệu phải không? Hả? Đâu phải. Như con nguyên liệu vậy? Cái này là đầu tiên cho bà được gỡ. Thiệt hả anh Bà? Đi em đi trước đi, để hồi nước lớn nè, em không trôi anh đâu, em biết đường đâu kiếm. Rồi đi đi, dụng xù lấy cái này dụng xù luôn rồi. Đâu phải thiên lý cưng. Dây này dây gì á. Ôi sướng quá. Rồi anh Ba làm gì núp đó rồi. Nghĩ mà nhìn thấy có vẻ hơi bụi mệt. Rồi giờ này bắt đầu im im cái vụ săn bắt rồi đó, giờ tới vừa nước rồi cả nhà ơi. Quay qua tới vừa nước rồi. Tiêu bữa nay săn bắt rồi, tiêu rồi. Mình có chỗ bắt. Vậy mọi giọt. Mọi giọt. Anh lẹo đó là biết liền. Cái này sao đây? Bỏ nó bỏ. Bỏ lên luôn. Ủa? Bỏ. Cái màu nâu ăn cái gì rồi? Lan ơi, hồi tối anh ngủ bỏ em một đêm rồi. Chắc có đêm thứ hai được quá. Lan ơi, mở cổng cho anh vào để anh léo gào là chết mẹ. Trời ơi, nhạc gì kỳ vậy? Vô mỏ luôn kìa, vô mỏ anh Vũ luôn kìa. Ủa em khoát nước vô mà, vô mặt anh nữa hả anh Vũ? Sao kỳ vậy ta? Trái nó khô rồi đó. Có chỗ gõ hả? Khô phải không? Thấy trái dừa nó đỏ lên là biết vậy. Anh Bình ơi, coi cái nào vừa tôi chặt ấy. Bạn có hoài nào còn chịu chặt. Ủa Thành đâu rồi? Thành ơi. Ờ kìa lỗ trước kìa. Ôi ếch đâu mà dữ gì trời. Ếch đâu dữ vậy? Anh thôi nhà Thành á. Rồi câu nãy là xin lên lần tiếp một cái hai ba ông nó lú cái đầu lên nó trời hai cái lò nó ập ập ập. Thấy được của ông kìa. Nằm. Ủa sao nó nằm luôn qua tàu lá tươi luôn vậy? Hai tàu luôn anh. Nằm ngặt đi trời. Cái về. Hả? Nó nằm trên tàu nào vậy trời? Tàu hai tàu. Khô. Cái mặt nằm tàu khô á. Tàu khô. Khô là tàu này ha. Ừ. Nó hốt tôi thì ai hốt, có tập hốt. Rồi. Bẻ cái tàu khô á, lấy cái dao á, đưa mặt đi thẳng. Lấy về luôn nha. Lấy gì? Ê, lại xuống kìa. Không sao đâu. Thôi xong rồi đó. Ô già nữa. Con còn mặt nhiều mà chú. Đây. Ra ra ra. Đừng vũ nữa. Lấy cái dao kìa, cái dao kìa. Cái dè này còn ăn được nha. Ê, cái dè còn ăn được. Cái dè nó xèo à. Cái dè ngon lắm đó. Ôi giời ơi. Dè ngon lắm. Ủa, vàng dính luôn. Quá trời rồi. Ô, thổi nó nha. Rồi lui ra đi. Xu xu thổi nè. Quá trời. Còn nữa, còn dài dài nữa. Còn dài dài. Ê, ê, chung nó mặt nữa. Cái này mình cứu thôi. Nãy giờ được mấy ổ ta? Hai ổ rồi tổng cộng. Ba ổ. Ba ổ kia lấy không có. Hai ổ à. Ổ kia làm gì có tàn đâu mà. Ê, gớt, để nó đi. Đi nè mấy anh em ơi.
xuất phát anh em ơi. Tăng xu làm miếng về anh hai ơi, đừng có không có gì hơn cứ ơi cái đàn không ạ, xém cái về đó lấy cái về chia cho anh em đi đúng mắt mặt nha ngon đây để giờ ông non nè ngon không dám ăn nè đưa cho thánh liệu rồi ăn béo béo nè 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 mẹ ơi ơi mẹ thì đâm mẹ miền cho coi cốt miền kho mẹ biết nha bắn luôn lấy cái dầm chứ sao giờ lỗi không vừa ăn ăn gì à ông mặt cái bố cái gì đứng về lấy cái dầm thủ thế đập cái bố gì vậy? Cái gì? Cái gì? À, thấy rồi. Mày rồi. Ê! Ba rồi. Nghĩ sao con mềm bẹp mà lấy cái dầm đập. Anh ba, nghĩ sao chứ? Đó là bộ đó. Để quét dơ lên cho mấy nhà mình vui lòng. Có đó trụ cả. Cái này nó trụ này. Ủa, vừa ai đâu. Vừa cho nó hết biết. Chưa bị á. Chắc đá quá. Vừa quá đá bị. Vừa làm giống Thành ơi. Trái tốt quá. Bị tép nè. Anh làm giống không ba nhà em lấy vừa bị kìa. Cái này cái bành bành nữa. Anh có chỗ đâu chậm. Trồng trong nhà được. Không có cục đất chọi chim nữa. Trời. Thiệt. Có cục gạch bông vô. Để cho nó cháy nhiều khô nó cạp vậy. Liệu cạp chứ. Mời cả nhà dùng cũng mặt lắm nha. Chửi em miếng đi, chửi. À, dạ. Ừ, mày lên ghe đó hả? Mời cả nhà nha. Lên ghe hả? Chưa. Đấy, mới đi, lên đi, sửa đi. Soạn lại thôi. Cái điện thoại anh đâu hết. Cái điện thoại anh Vũ đè dưới đùi kìa nghe anh Bình ơi. Ủa? Đùi anh á. Để đắng đi. Để đi nè. Thôi ra đi trời. Thôi lắm á. Bỏ lên đi anh Vũ. Lưu anh lên Vũ ơi. Rồi. Được không? Được. Anh lên ghe đi anh Vũ. Thôi đúng rồi thôi. Trời ơi. Đây thôi lắm á. Phái lỗi mà. Giờ đây cái câu hồi nãy mà. Sửa cho gọn lại hả? Gọn với con buồn nào ăn được không? Mình lấy. Được mà. Hay quay. Đem về mệt lắm. Bỏ ống bụi nữa cả. Ủa có hả? Có cha. Ủa sao nó có? Cái bàn này đại không đi quá. Nó ngon dữ anh trời. Nó ngọt đó ăn cả ba cái nhãn chưa bằng cái mặt ông đó nữa. Chặt vớt 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 cái đít nó bỏ bớt đi anh Bình ăn hồi mình dễ chở á. Bữa nay ăn vừa nước luôn rồi. Có gì đâu ăn cơm. Hả Thành? Đi sang Bắc mà ăn vừa nước. Ngon quá Thành. Lâu cho chiên lá ăn bữa đi. Ừ. Không mà sao anh Vũ? À, không có thành quả mà sao? Mà vui. Cây sống lá đâm vô mặt kìa. Không có ngoài là già già không cho trái thôi. Buồn này không có. Anh em bắt chuột không? Ừ. Bắt chuột không? Bắt. Cho không được. Bắt chuột à. Ăn vừa nước mà mắt nhặn nước luôn mới ăn. Nước nhặn vô ngon á. Đâu rồi, đâu rồi. Rồi mắt luôn rồi. Còn miếng nữa nè. Buồn làm chi em ơi. Kẻ gì đấy. Bỏ hết gì kia. Quá ngon. Mời cả nhà. Ăn về nước với anh em mình luôn. Bữa nay thằng Bắc thất bại rồi cả nhà. Được mấy ôm gùi với về nước. Là sướng. Bình. Anh Bình đưa anh Vũ trái nữa kìa. Quá ngon. Cá tử.
Dạ, trên này thấy mấy trái này cái gì nữa mày nghe. Cho nó thuộc xuống đây. Trời ơi, hư á. Nó bị kẹt. Nó bị kẹt á. Thẳng cho nó thẳng ơi. Rồi, được rồi. Nữa anh vô. Nữa không? Nữa không? Chơi à? Ủa ai dưới đây lại? Ai dưới đây lại? Vậy được. Cái gì không? Ủa giờ thành rồi, thành nhỏ. Để luôn nha. Rồi lấy luôn đi. Nếu mùi này ngon nè. Ủa anh hai đâu rồi? Anh hai có đi với mình không? Ờ kìa. Đến nhà Yến mà. Quá rồi. Giờ nó đã hết vừa vừa nước. Mình kiếm gì nước ăn đó trời. Giờ này nó bụng á. Nè, cảm ơn, kiếm gì nước ăn á. Cái này có tôi bê ngoài mở túi à. Nè. Ngon. Ai vậy trời. Thấm nẹo kia ra rồi lấy giọt mò cá lóc không á. Đeo đầu cái nó yếu rồi nha. Rồi nó cắn bụng cứ giò đừng có la rồi. Nở thấy chưa. Vậy nè. Ôi trời anh Vũ. Vũ đâu vậy? Đi anh Vũ. Biết chừng nào mà có cái cảm giác như vậy trời. Hồi nãy một ghe lại thiệt chứ. Cảm giác này ghe lại ghe luôn bây giờ ghe. Chạy gì nước anh Vũ. Người, dưới sông. Anh đu gần Thánh Liệu đi anh Vũ. Cái cảm giác này là quá là vô mắt. Nãy giờ câu nhau. Không phải giờ anh xin cái này giống cái gì không anh xin? Giống gì? Giống con cá làm tấu một mỡ vậy. Cho nó yếu rồi nè. Dữ rồi, có uống bắp mới được luôn. Ngoài đó bỏ đi Thịnh. U ngon. Thêm vị nặng. Tại mấy cái này thôi. Cho vừa ăn được. Rồi. Ai ăn được. Đưa tương lại cho anh Vũ. Anh Leo ơi. Đó rồi. Ngon ngon vậy? Anh hay lắm. Ăn gì luôn. Ăn ngon. Anh Vũ ơi. Đây, rồi nó mang lại rồi nha. Nè. Anh ơi. Vô. Vô cái dầm em ơi. Làm gì? Em bơi cho. Ê anh ba ơi ơi. Thôi, từ từ lên mà hồi. Mình mới lẹ quá sao hết vậy? Bơi từ từ thôi. Đi chơi đi mà. Chơi mà còn gì gấp nữa. Ăn vừa nước kiểu này chỉ có ở miền Tây thôi. Dạ, đúng không? Mình ăn dừa mà mình chầm dưới nước gọi là dừa nước. Đúng rồi. Cứ vậy mới đã lên ha. Thêm nghe không nổi. Từ từ thôi. Bỏ ông mà thêm nữa. Nữa hả? Mình cảm ơn. Nè, Liệu. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, ngon quá. Cảm ơn. Ủa, ông em. Cảm ơn có ăn không mà nó điểm xin trời. Đâu dám xin. Anh xin hả? Ừ. Cử dừa nước. Cử dừa nước rồi. Không nào đâu anh Vũ. Gớt nữa hả? Gớt. Trái này nè. Anh Vũ vậy ngon. Thôi được rồi. Lấy cho anh Vũ. Cha được không? Rồi leo cao rồi kìa. Cao cũng biết 120 đó, leo lên. Cao rồi. Rồi người ta vừa ngon thì trời. Cứ bập bập bập. Mình đúng mình ăn liền nó ngọt anh, thấy vậy chứ để qua một đêm là nó lạc lại đó. Trời ơi, cưng biết người ta gom nó lên tới chỗ là cả khoảng 2 tầng rồi đó. Nó muốn buông cùi rồi đó, đâu còn ngọt nữa đâu. Đúng rồi, ăn nó ngon chứ nó không hết ngọt. Ngon anh Vũ ơi, cái này cũng như là mình nó bậy với con gái mà nó còn ấy anh Vũ. Dạ. Có cái nhị nước mắm vậy. Được mình đó. Có quay theo ông nội. Có mà. Trời ơi. Nghe cái chỗ nó vậy. Đã nói nó bậy rồi mà không quay sao được.
Trời ơi, xè tay vô lưỡi chơi trời. Trẻ không mà muốn xỉu hả? Không xỉu nó mệt rồi đó. Rồi trời trời thôi. Đây. Bữa nay là cái bữa mà từ trước tới giờ chưa từng có luôn nè. Đu ghê ăn thì nước mới hai đó với mấy anh em vậy họp lại vui ha. Vui. Bể bể lại luôn. Anh vậy chứ lâu lâu họp bữa vui anh. Điện thoại mà anh Vũ đâu? À họp hoài còn vui hơn nữa. Điện thoại Vũ đâu vui nữa. Họp hoài nè. Đãi cho ông vui nữa. Không, không được, để đây rớt. Nói chị Kim Cương về ăn dừa nước trước chưa chắc đâu nè. Anh Vũ ăn ở đây trước rồi nè. Trứng tàu lá. Cái men này hút cái gột nghe cái sạc. Cái gột vậy chứ thương anh Bình lắm mà. Nhớ cái cà men hoài luôn. Bởi vì cà men đâu có bỏ anh Bình được. Anh Vũ ơi, anh Vũ bỏ cà men rồi. Hả? Nữa hả? Đấy, nói câu nói cuối cùng mà cũng rào bỏ nữa thấy chưa? Anh hai con chưa? Bây giờ thương Thành này. Thành ơi. Anh hai. Thấy mấy cái rượu. Vậy là anh Bình chiều nay ở lại rồi đó nghe Thành. Hồi mai có gì anh em mình gặp Bình Đồng. Có gì anh em dạ, không lái luôn đây trẻ. Ừ. Ở đó luôn. Ai lái thì là. Mai anh đi Mỹ Xuyên á. Mai anh đi Mỹ Xuyên hả? Ừ. Anh nhắc lưới gì? Chưa biết. Mai ra Thành ơi. Dân lưới bắt hết chỗ đó. Chưa biết nữa. Qua đó thì tính. Mình nặng bụng ăn đi. Xong rồi chứ anh Vũ ơi. À thôi. Đó. Đó à. Hai cái này nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Mẹ cho công hàng bơi đi. Thử từ từ. Thấy chỗ mấy cái giật kìa. Con xa bèo đừng mở mẹ chua. Lúc nói chuyện thì thầm khi hay quá Vũ ơi. Gỗ dạ. Dạ. Rồi tiếp khúc nữa đi em tiếp anh. Đang ăn. Tới giờ ăn rồi. Hai ba vô trời ơi vô xé nước luôn kìa. quá dữ rồi bay rồi chi bay vui vì nữa rồi ơi. Rồi được rồi vô. Kiểu này sao mới ăn ta ta. Cái gì? Quả tiễn Mỹ Đức thắng là anh em ơi. Quả. Chắc lặng quá. Ôi nữa rồi. Ôi, rồi chết rồi. Cái này nó cắn chuột cái. Tài xế ăn dưới can không nổi kìa. Tài xế cảm biến chơi kìa. Rồi. Anh một cái ăn sau này mà nó cái là ăn nè. Nữa rồi. Cái này nó không ăn. Để cái chó nó sủa luôn kìa. Mấy anh em về tới bến rồi cả nhà. Để về nhà. Thành ơi, đại nước trong ghe gì luôn Thành. Thì cái đại trong gì luôn. Ghé mũ mình đừng cho nước khô quá không được. Ở cái vỏ cá Thành cầm. Cá với ếch khủng của mình đem lên nè. Quá nhiều luôn. Để mấy túi
lên đây à. Liệu có gì về sớm ăn cái gì để uống hay liệu tết thì không con tết thì không đúng rồi đó tết gì tết thì mọi người dân tộc quá. Bữa nay săn bắt bị thất bại rồi cả nhà. Thì tiếp trưởng làm đồ ăn ở nhà có sẵn á, đãi cho anh em mình luôn. Tính trúng mánh hay gì đâu bể mánh. Hả Thành? Bữa nay không thận nước anh ơi. Không thận nước. Chứ thận nước là bữa nay cũng không có đỡ vậy. Đây. Ủa cái này nãy bị chặt rồi. Ba tấm lên ba. Vô coi khâu chuẩn bị nha. Bữa nay đi săn bắt thắt rồi cho ăn ké bữa bếp trưởng ơi. Có sẵn đồ ăn hết trơn rồi mình à. Kể đi mình có gì ăn mấy nha. Ok. Giờ mình nấu canh dưa hấu với lại chả cá. Dạ. Với dưa leo. Đi ra mà nước nó không có cạn. Hồi nãy đem cái vợt cái lưới keo là cô biết rồi. Biết là bữa nay là không có rồi. Tại vì thấy nước chảy quá trời à, nó không có cạn. Thành ra mình biết mà không dám nói. Dạ. Để cho đi đi. Để cho đi. Không dám cản. Rồi rồi giờ hết rồi. Cháu gấu làm phụ rồi. Ủa 4 buồng mà mình ấy ra được nhiêu rồi hả? 6 buồng. 4 buồng à. Còn 2 buồng nữa. 2 buồng nữa. 3 buồng nữa. Mới 3 buồng nhiêu đó. 3 buồng. Ừ. 3 buồng nữa. Nhiêu đây đâu? Nãy giờ người bán bụng mớ rồi đó hả? Làm luôn hả? Làm mấy buồng đó luôn hả? Nước lên giẫm nằm nữa rồi. Ngủ rồi. Kêu tắm đi lên mình để em đặt cho. Nó sợ tao nhảy ra. Bây giờ mình lui cho cũ đi để bày bày cái quái trời shit đó đi. Ngủ tắm nhà thôi. Rồi tắm đi, anh lỡ lên làm luôn. Trong thời gian chờ đợi nấu ăn thì mình với rồi. Với em Thành đi bẻ mớ ổi. Ruby hả Thành? Ruby à. Ruby ruột hồng. Đi cô Minh ơi. Ủa vườn dưới này là được nhiêu công nữa Thành? Dưới này cũng ít à. Dưới này được 4 công. Trái quá chừng luôn. Không, thường viên trái nha. Nè, để em cắt cái này. Ủa, ăn mướn người ta bịch hả? Dạ, sang mướn người ta bịch. Ngày vậy là người nhiêu? Trời ơi, trời ơi, nhìn nó ngon à. Ngày, ngày 6 tiếng là 120 à. Ừ. Mấy người, mướn mấy người. Bé đi cô Minh. Hai người đây. Được rồi, cái nó ngon rồi đó cho em. Ngọt quá. Ngọt rồi. Sớm cưng đưa anh trái ổi nhỏ, trái ổi ngon hết hồn. Nhỏ nhỏ ha. Ừ. Nhỏ nhỏ mà nó ngon. Nhãn này là nhãn gì mà bông nó nhuyễn nhuyễn hay Thành? Nhãn này là nhãn thanh nhãn đó. Dạ. Ở đâu vậy? Dạ. Sốt lại hả bạn? Thấy vậy chứ sắp nhiều lắm. Cái ổ là ăn cái bữa sao nó còn hơi xanh. Bữa hơi xanh thôi mày. Ừ. Rồi mình không có dám bẻ sợi dạt rồi sao. Dạ. Hôm nay thì con bẻ lại với dạt ủng quá à. Dạ. Ở dưới tháng này nó ăn ổ cũng hơi xanh vậy nè. Vậy hả? Dạ. Ủa? À biết ngày đầu tiên ta không cái dám. Cái bụng hơi mì đó quá trời cũ vậy.
Cái này có bị cay không ta? Phải mì gì hả? Phải mì đó, cái lá đó phải mì kè hả bay? Phải mì kè. Lá nhuyễn nhuyễn ha. Ôi bên đây xấu nè. Vậy đi mà nó không có hư thấy trong á. Nó bị ngoài da không à. Bên đây ngon. Ăn men. Được rồi. Đi. Ít vậy? Được rồi. Tim nữa sao? Trời ơi. Nhiều đó là ok rồi. Giờ với mấy anh em mình chạy trở nha. Ừ. Về. Về nhập tiệc ăn ké một bữa nữa về luôn. Buổi chiều nay bếp trưởng đãi mình tép này làm gì biết không? Gan mặn. Dạ. Bữa nay cho ăn cơm đạm bạc. Dạ. Với lại canh. Canh chả cá mình nấu với dưa leo với lại dưa hấu non ha. Ủa, dưa hấu non giòn như hũ qua vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi lần đầu mới lần đầu nha. Món này món mới nha. Mình giòn với khẩu qua thì nhiều khi bé nó ăn không được, con này mình giòn này ai cũng ăn được hết luôn. Dưa hấu non là hồi đó là thường thường hồi nhỏ nhỏ đó người ta cắt cái dưa hấu đèo của ấy cái người ta dùng mà đâu có chả cá đắt lát rồi như bây giờ chả cá mà như chả cá dảnh rồi đó thôi mình cắt đều là cắt dưa hấu mấy cái đèo đó đầu mình hầm đi chuyến này học được món nữa rồi cả nhà ơi. Món mới anh Bình ơi, dưa leo giòn chả cá. Mà vỗ cũng nói món này anh xong rồi anh xin việc anh xin. Ừ em ở lại mai em đi ra vô cây tiếp bắt rồi về chỗ này ăn cũng chưa làm anh đang làm không mà nói hồi nãy giao ước là đi ở lại tới 1 tuần nữa mà tuần nặng tiếp em muốn tuần nữa dồn thịt chả cá thôi được rồi, được rồi, gì là ngon rồi. Tép này là mình gan gì là có bỏ màu gì không hay là nó tự lên mà đẹp quá vậy biết chưa? Tự gan tự mà tép nó vậy chứ đâu có bỏ màu gì đó. Thì mình sao? Thông thường mà bỏ màu gì? Đẹp hay lên cái màu đẹp. Cái tép nhỏ nhỏ này thấy mình nhớ cái đợt mà chính là con ngủ chứ. Tép mà con lặt ra rồi con rửa cho sạch rồi con lặt ra rồi thì con đừng rửa lại á thì con gan nó mới có cái màu, còn nếu con rửa lại thì cái màu nó khác à. À vậy là cũng như là mình mượn cái gạch của nó đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Ủa giờ nước thế hả mày? Phải là anh ăn mãi giờ nó hơi giờ nước ở đây chuẩn bị sẵn hết trơn rồi, là gì hả? Xin ăn là để đá vô thôi. À, trời nãy giờ ăn dưới ghe nhóc rồi. Đi ổi ngoài vườn. Vô ngoài sẵn hết trơn rồi nè. Chị Vũ nha. Chị Vũ với chị Sinh này còn đi để ổi ngoài vườn á. Vô chưa? Ồ vô cơm được rồi nghe. Không biết đường bẻ cũng khó rẻ. Cái này là cô này là của U Minh quê tôi gửi cho cho anh Sinh Tròn. Rồi sẵn trên video thì cũng gửi lời cảm ơn em Bồn là U Minh quê tôi á. Đã gửi cho gia đình anh bịch khô này. Khô cá sặc gần cả nhà. Anh nãy nằm ngủ trưa. Nằm ngủ trưa mà mơ lại làm cao kê. Cái đầu mà thở ra tiếp mà mới nhớ lại. Giống như gan như là mình đang cay phải không cái đầu ha. Ừ. Nhớ lại giật mình. Nó còn ướt nha. Dạ, một nắng. Nhỏ thôi. Nhiệt ấy. Dạ, thứ hả? Dạ. Khô này là nhỏ khô một nắng sáng hay là một nắng chiều mà. Chắc một nắng chiều quá. Cái này hả? Nghĩ tặng mình với tôi tặng cho mình. Dạ. Nghĩ là một nắng sáng hay là một nắng chiều. Vô ngồi ăn cơm luôn hiếm Nghĩa. Đó là vợ của anh Nghĩa cái này. Tại vì nó dày. Ủa em hồi nãy cái về về cũng cháy. Còn kìa. Đây đưa kiến đây. Ủa sao để không xếp trước?
lấy cái muỗng. Anh trời ơi, đi quá vậy cơm đen không vậy? Anh đưa cho nó sớt cơm muỗng hạn. Sớt sớt lại. Gan nha, là dạ dạ. Mọi người mình đủ hết chưa phải không? Không ai thiếu gì nữa phải không? Cầm kiếm đi, mình muốn chặt anh Vũ lớn, Vũ có thích anh Vũ lớn làm trước đó, lên Vũ. Nãy giờ đi săn bắt thì thấy thương mà là đấu dữ lắm rồi đó. Bây giờ kiếm qua lấy cầm lên. Mời coi cái video mới mắc cười dữ. Đu đu dài dài theo xuồng vậy đó rồi ăn vừa nước. Lại một lần nữa thay mặt tất cả là mọi người cảm ơn trước là biết trưởng, sau đó là những thành viên trong đem Cù Lao Nhãn, bởi vì nói chung thì hôm nay em xin đầu đi săn bắt, nhưng mà nước là do cái nước đó nó thủy chiều quay là rất là lẹ, thành ra là không săn bắt được. Nhưng ngược lại rất là vui khi mà trải nghiệm ở trên trên sông mà mình có được một cái số dừa nước cũng khá là đặc biệt đó. Thì nói chung là mình đó là một cái niềm vui rất là vui rồi, đặc biệt hơn là hôm nay lại càng đông đủ như thế này. Cũng mong tất cả là những ngày này, những khoảnh khắc này của những ngày tới và những tháng tới, năm tới là những ấp đầy tiếng cười và lúc nào cũng luôn luôn vui vẻ và thật nhiều thành công trong cuộc sống. Rồi xin cảm ơn nha. Bà giỏi quá anh ba. Xin mời ông bà cô chú anh chị gần xa nha. Hôm nay thì dùng một bữa cơm rất là nhẹ nhàng thôi, cùng với hai em là Cù Lao Nhãn và Văn Sinh Đòn nha. Thôi mời ông bà cô chú anh chị nha, dùng cơm. Rồi. Trước khi dùng cơm thôi, mặc người hơn trước nha. Mời đại gia dùng cơm. Mời cái nhà dùng cơm luôn nha. Mời cái nhà ăn cơm nha. Uống anh Sơn ơi, uống anh Sang. Bữa nay vui lắm cái vấn đề mà cầm hai cái bụng dừa nước mà dơ lên đi gan, mà cái bộ phim mà tài thiên tài thánh mà có ông hai cầm hai cái trái bự cho bả hai cái gì. Nhưng mà bữa nay cầm hai bụng dừa. Bữa nay đi săn bắt mà mình không có ăn đồ ăn của săn bắt mà mình ăn đồ ăn của nhà. Lâu dữ mới gặp cảnh này nha. Giờ đi săn bắt không có gì mới trở lại Cù Lao Nhãn để Cù Lao Nhãn đãi. Chút đỉnh nữa chứ. Bếp trưởng nói ra đem cái vỏ ra, thấy mấy anh em mình đứng ở trên cống mà thấy nước không giật thì bếp trưởng biết rồi. Bữa nay làm như nước ương. Dạ. Ương rồi. Không có ăn ương. Rồi không sao. Cái đũa của bếp trưởng hình như có một cái loại gì rất là đặc biệt. Gấp nó dính chùm. Mỗi lần mà tôi buông xuống ha là bắt đầu nó ra nó này nó bị nhứt. Nó đập là gì đó. Bây giờ nó cái chỗ này để á. Thành ra là gấp hoài. Ủa sao anh có tật kỳ anh? Vợ buông gã ối. Dạ. Cái đứa thằng chồng tào lao gặp vợ mất dịch phải rồi. Buông đũa ra là ối. Mẹ gấp cho. Bởi hai chồng này anh Vũ không già phải à. Chọc vui cười không à. Muốn ăn tinh thần mà. Đúng rồi. Không chế ăn cái tiếp theo mình đó. Thấy không à. Anh lên đây anh ba để tôi bắt anh. Thằng nào quá cũng vậy chứ gì trời đó. Bữa nay buổi chiều thì Cù Lao Nhãn đãi cho mấy anh em là gụ ổi. Là cái này là đặc sản của Cù Lao Nhãn. Rồi vậy là ăn uống xong thì mấy anh em chắc về chển. Thì cái phần nãy nói dù anh Bình ở lại đó thì chắc cho anh Bình ở lại. Sẵn rồi hứa trên video này nha. Ở lại có gì mai gặp trên đồng mình giao lưu được không? Quyết định như ý nãy nói nghe liệu. Hôm nay có anh chơi với hai thằng là sao? Anh lại nhắn kêu nổi không nha. Em cho là mình quyết rồi trước á. Nhưng mà cả anh ba ra là bắt không lại anh ba đâu. Dạ. Anh ba cho anh ba bắt á. Ngày mai ghim là ghim anh đi đó nha. Anh kèm cho. Em
cái bàn của em mạnh lắm á nha, mà mạnh ai nó chạy nha. Thì ra là mạnh gì ha. Mạnh ai nó chạy nha. Còn xương còn xương. Rồi mình vô đây, vô ly củ hỏi đây. Vô. Vừa ăn ghê hả? Vô. Cái sạc này hình như dưới bồn bán hay gì á, phải không? Dạ đúng rồi, con này của bồn bán. Bán luôn hả? Bán luôn. Ai bán con? Cá. Ủa mấy cái gì hả? Xuống đi nhận qua với em với anh rồi đó, với anh rồi đó. Đi trải nghiệm thêm một clip nữa hay gì đó. Mà xin nói cái đường đi khó đi hay sao đó. Dạ, cái đường đi không biết đường qua đó, chỉ cũng khó qua nữa. Tại vì qua vô lộ đan, vô đồng á. Có hẹn hò rồi, đợi dịp khác mình chơi tiếp. Nếu như cái này có bán chừng nào của mình lên lại mua. Ship mà anh. Cái này ship á anh Vũ ơi. Ship để cái này chứ không nổi điện rồi đặt lại ít ship cho mình. Con này không một nắng. Nước gì giờ ai cho em với cơm nha. Chú Út quá xin cơm. Cô gửi lên cơm. Ăn thử miếng khô em. Được không? Ngon không? Ngon quá. Ăn món này sữa anh bé bún nè. Bỏ sữa vô rồi. Cái thịt nó cũng như là nó phơi héo héo rồi cái vô bịch ha. Thì nó có phơi con nắng một á. Nhưng mà có ốp gia vị ha tiếp nữa. Ốp muối. Muối không à? Muối nhưng mà ta ốp vừa ăn lắm. Thánh liệu đâu ta? Trải nghiệm luôn mà. Ờ, trời ơi, nãy giờ quay video không thấy luôn trời. Tướng về vậy. Biết sao không thấy không? Nhàn nắng 2-3 ngày nay. Đóng luôn đấy. Con đi bới ăn cho nó được nhiều chứ. Thôi con xin với cậu hai cũng như cô ha. Dạ có đây nha. Về chị. Thêm một lần nữa. Chị ơi mình về. Kêu anh Hằng. Thầy Hà Tên cũng như bà xã. Cảm ơn chúc cậu hai với cô ra làm biết trưởng cũng như tất cả là trong tên của... Dạ anh có chị nghe anh về. Thầy Mên ơi, bác đây đang về. Ủa chứ chứ sao sao anh Bình? Em có chị nghe anh về. Về anh hai ơi, anh về luôn nha. Anh chia tay, gặp lại. Ok. Chắc mai mốt mình gặp lại nhé. Chị nghe, thằng nhỏ. Vị sư tỷ ơi, nên. Cái này là. Về con. Cái áo này. Anh đâu? Mẹ của anh Bình nha. Dạ là thay mặt tem văn sinh đoàn với tem gia đình của tôi là. À, gửi lời cảm ơn bếp trưởng bữa nay đã đãi gia đình mình tới hai bữa ăn luôn. Đúng lý là một bữa nhưng mà săn bắt thất bại thì thêm một bữa nữa là hai bữa. Rồi. Không có sao đâu rồi mai mốt cụ đâu nhãn rồi anh dạy. Thôi gì? Nhãn lên nhau. Cuộc đời đàn em cũng biết thân biết phận của mình. Dạ, tối rồi đó. Tay thì sách mà nắp thì mang. Chưa có cái là cầm đôi dép thôi. Tại vì đôi dép không mang đầu. Rồi vậy giờ gia đình mình về. Vậy là gia đình con về bếp trưởng ơi. Con về luôn cậu hai ơi. Anh về luôn Thành ơi. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Về luôn Su Su ơi. Em về luôn chị. Dạ luôn anh Nghĩa ơi. Cảm ơn nhiều nha anh. Trời giúp giùm ha. Dạ dạ ok. Không sao đâu. Chuyến sau xuống mình làm vài bản nữa cậu hai.